Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2018, thôn Tân Thành, xã Tân Phúc vui mừng đón nhận quyết định thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới về đích theo kế hoạch đề ra. Cùng với niềm vui được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, Ban phát triển thôn cũng luôn trăn trở để tìm các giải pháp giữ vững, nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt được. Được công nhận thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, thôn Tân Thành đã hoàn thành 14 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để các tiêu chí nông thôn mới thực sự hiệu quả, bền vững, đòi hỏi địa phương phải có hướng đi, có cách làm đúng. Ông Lê Hồng Khanh, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Thành cho biết, với sự đầu tư của nhà nước và huy động nội lực từ nhân dân, các tiêu chí cứng như nhà ở dân cư, vườn hộ, giao thông, thủy lợi cơ bản ổn định và bền vững. Tuy nhiên, các tiêu chí mềm như môi trường, thu nhập bình quân, tỷ lệ hộ nghèo, an ninh trật tự được xem là khó, bởi ranh giới giữa đạt và không đạt các tiêu chí này vốn mong manh và dễ rơi vào tình trạng không bền vững. Những tiêu chí này mặc dù khi xây dựng không phải đầu tư quá nhiều công sức, tiền của, nhưng để giữ vững được phải mất nhiều thời gian tuyên truyền vận động vì phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân. Do đó, Ban phát triển thôn đã thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân, thực hiện duy trì nội dung của các tiêu chí, gắn nội dung của các tiêu chí này vào quy ước, hương ước của thôn, nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp theo là vận thôn, sau khi là đạt thân thôn mới là thôn vẫn tiếp tục duy trì vận động nhân dân, là rất đặc biệt nhất là công tác là vệ sinh môi trường. Phải nói là sau khi là đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đã tổ chức là hiện nay là các hộ gia đình hay là tự túc là làm là các là công trình là nhà tắm, nhà tiêu tự hoại. Cái là các tiêu chí là khó giữ, đặc biệt nhất là cái môi trường. Số hộ đó là đi được là quán triệt sâu rộng, nhưng mà là một số là cũng chưa tự giác mấy. Cho nên là tôi sẽ quán triệt là nếu là phát hiện là tôi sẽ giải quyết hay là chuẩn bị là cái tinh thần này, xây chào mừng đại hội đảng bộ huyện Lang Chánh. Thôn là tổ chức là huy động nhân dân để là lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ huyện Lang Chánh. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, thôn còn đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn nội dung của các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đẩy lùi và xóa bỏ các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn, duy trì trật tự an toàn xã hội. Cùng với tiêu chí về an ninh trật tự, thu nhập, tiêu chí về môi trường cũng được thôn đặc biệt quan tâm vì đây cũng là một tiêu chí khó giữ do phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân. Ban phát triển thôn phối hợp với các hội đoàn thể thường xuyên nâng cao hoạt động của tổ chức tự quản về vệ sinh môi trường, ra quân làm vệ sinh định kỳ hàng tháng, góp phần cải thiện môi trường nông thôn, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Tỷ lệ hộ gia đình có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn ngày càng tăng lên. Phấn đấu trong năm nay, 100% các hộ gia đình có công trình nhà tắm, nhà vệ sinh đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Xây dựng. Từ khi được công nhận thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, có thể dễ dàng nhận thấy bức tranh nông thôn ở thôn Tân Thành ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Đến nay, số hộ nghèo trong thôn chỉ còn 5 hộ, thu nhập đầu người đạt 30 triệu đồng một năm. Xây dựng thôn nông thôn mới đã khó, nâng cao và giữ vững các tiêu chí càng khó hơn, nên cán bộ và nhân dân thôn Tân Thành xem đây là một nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, hàng năm đều xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, thì đội ngũ cán bộ đảng viên trong thôn phải luôn gương mẫu đi đầu, đồng thời phải thường gần gũi với nhân dân. Từ đó có cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhằm thay đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong việc chung tay giữ vững danh hiệu thôn đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước đi lên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Tân Thành.